Chào mừng quý khán giả thân mến đã quay trở lại cùng với diễn biến của cặp trận giữa Suning và Top Esports, và lúc này tỷ số đã là 1-0 dành cho Top Esports. Và với cái chiến thắng đến từ giai đoạn về sau của phía Top Esports thì họ đang có một cái lợi thế nhất định. Mặc dù trong ván thi đấu vừa rồi bên phía Suning họ đã có được những cái lợi thế ở giai đoạn vừa giữa của ván thi đấu, nhưng hơi đáng tiếc là cái việc kiểm soát Baron không thành công của bên phía Suning, hoặc hay nói chính xác hơn là bên phía Top Esports họ đã hay hơn trong cái pha thi đấu mà kiểu như ăn Baron lén kiểu như vậy, đúng không? Một con Baron thứ hai hoàn toàn bất ngờ và bên phía Suning họ phải trả giá tương đối là đắt cho tình huống Baron đó. Một ván thi đấu mà Suning đã làm khá tốt ở nửa đầu, tuy nhiên thì họ vẫn còn thiếu một chút xíu để có thể có được chiến thắng ở trong ván thi đấu vừa rồi, và tôi hy vọng rằng cái aura của họ trong những cặp trận BO3 gần đây nó sẽ từng được phát huy. Là ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 ván. Hy vọng là như vậy. Tức là ván 2 thì hy vọng là Suning sẽ cân bằng được tỷ số 1-1 để chúng ta sẽ có một cặp BO3 nó hấp dẫn. Nhưng mà nhìn lại ván thi đấu vừa rồi thì các bạn có thể thấy rằng cái cuộc đối đầu của cả hai đội tuyển đang ở một cái mức độ khá là căng thẳng, khi mà những tình huống di chuyển và thậm chí luôn là rất hiếm những cái ván thi đấu mà tôi thấy là người chơi đường giữa chấp nhận hy sinh để tạo ra những cái lợi thế nhất định dành cho đội tuyển của mình, đặc biệt là một cái cánh nó phục vụ cho ý đồ chiến thuật của bên phía Suning. Nhưng mà hơi đáng tiếc một cái điều đó chính là cái việc mà Maokai bị thọt so với con Lập Lăng bị thọt, thì cảm giác như Maokai nó dễ thở hơn, đúng không? Không, thực ra tôi nghĩ rằng vấn đề lớn nhất vẫn là cái cách mà họ triển khai Baron trong game đấu rồi nó không có hợp lý lắm. Lập Lăng vẫn có được cái áp lực tương đối lớn để khiến cho Ash phải lên đầu thủ và có thêm áp lực đến từ linh hồn rồng nữa. Thêm vào nữa là một cái tình huống mà kiểu như Sọt Ad bị chết trong cái pha giao tranh kế cuối á, cũng hơi đáng tiếc là trước đó anh ta đã mất đi cái đồng hồ ngưng động một cách khá là hớ hình. Vô duyên, hơi biết. Hơi đen kiểu như... Cái đó như nào nhỉ? Ý trời à? Phản ứng học bấm lộn, nhiều khi Sọt Đèn sống pha đó là Bin đến kịp là anh ta sẽ cứu được thêm một vài người nữa với cái chiêu cuối hoặc là cái ngậm nuốt của anh ta. Và thậm chí nha, nếu mà anh ta có cái đồng hồ đó là anh ta có một cái lượng máu đủ đầy, bởi vì khi kích hoạt đồng hồ bạn đâu có hứng chịu cái sát thương đến từ bùng nổ sức mạnh của Syndra đâu. Thì vẫn có thể chơi tiếp được. Nhưng mà thôi, đó là những gì diễn biến ở ván thi đấu đầu tiên. Chúng ta hãy cùng nhìn về tương lai. Ván thi đấu thứ hai vẫn đang mở ra trước mắt các thành viên phía Suning. Nếu có ba chọn thì thật ra tôi nghĩ không có nhiều lắm những cái vấn đề. Thậm chí là bên phía Suning họ hình thành một cái đội hình mà đang khá là tốt với mặt lối chơi của họ. Không có gì thay đổi nhiều với những lượt cấm đưa ra đến tất cả hai đội. Ở ba lượt cấm đầu tiên của Suning không khác gì game 1. Top Esports thì con Rave. Con Rave liệu rằng Top Esports có muốn nhả nó ra? Chắc vẫn sẽ cấm thôi. Tôi nghĩ vẫn sẽ cấm thôi. Không. Ôi. Họ cấm Renekton của Bin. Căng nha. Thế là Bin còn con Jack. Nhưng mà bây giờ là kiểu như là phá đi cái lối chơi á, kiểu như phá đi cái ý đồ chiến thuật được chuẩn bị đến từ bên phía Suning. Bây giờ họ phải cân nhắc lựa chọn, một là Rave, hai là Volibear. Thì thông thường là bên phía của Suning họ đang hướng tới con bài Volibear nhiều hơn cho cái khả năng kết hợp đội hình của mình. Kasha chắc là cũng không đánh Rave nhỉ. Thực ra anh ta cũng có thể sử dụng Rave, tôi không nói là anh ta không dùng được, nhưng mà trong bối cảnh game đấu nó căng thẳng như thế này thì có lẽ anh ta sẽ nhường cái khả năng carry lại dành cho những đường đơn và xạ thủ bên phía của, không, nó là đường giữa và đường dưới thì đúng hơn, của bên phía Top Esports. Và không có gì thay đổi nhiều sau những lượt lựa chọn ở game đấu thứ hai này so với game đấu đầu tiên cả. Vẫn sẽ là Syndra, vẫn sẽ là Ashe. Pick Ray luôn không? Nhưng mà nó khó ở chỗ là nó khó ở chỗ là bây giờ bên phía Suning sẽ đánh khu vực nửa trên như thế nào với một con Ngộ Không yếu hơn về khả năng đường so với Rê Tân nha. Khóa vào rồi, khóa vào cả cặp đôi đường trên, đó chính là Ngộ Không cũng như là Lập Lăng. Nhưng mà ui tưởng đâu con Cơ Mew. Khó kiểu đánh Cơ Mew phải đánh kiểu đôi công đường trên thì cũng hơi khó dành cho 369. Không phải khó đây về mặt kỹ năng, nhưng mà kiểu về mặt lối chơi hình, về lối chơi á, rất là đội hình bên phía của 369 đã có đủ khả năng carry ở nửa dưới rồi nên là anh ta phải đánh hy sinh. Tôi không bao giờ đánh giá thấp cái khả năng đánh carry của 369 chút xíu nào cả, nhưng anh ta đang phục vụ về mặt lối chơi tổng thể của phía Top Esports ở ván thi đấu này. Nhưng mà với cái việc mà có được Ngộ Không này, đồng ý là cái khả năng ép lên nó sẽ bị giảm hơn so với Rê Tâm, nhưng giai đoạn về sau á thì cái khả năng áp sát nó lại nguy hiểm hơn khá là nhiều. Bây giờ cấm gì ta? Cấm Trundle được không ta? Cấm Trundle hay là cấm Nautilus đứng dưới ta? Hiện tại thì họ có thể cân nhắc việc cấm đi con Trundle và hướng Kasha đến con Lee Sin giấu game trước. Được, một con Lee Sin không có nhiều đe dọa lắm. Ván thi đấu này thì tôi nghĩ vẫn cần phải cấm một vị tướng hỗ trợ mở, đúng không? Bởi vì cặp đôi đứng dưới của phía Suning là nhiều khả năng vẫn giữ cái cặp cũ Senna Tam Ken, không có gì lắm thay đổi. Cấm Nautilus cũng được nếu mà ngại. Còn con Thresh thì... Con Thresh là tướng tủ của Janja, nhưng đối với Tam Ken và Senna thì con Thresh không phải là một vấn đề quá khó nan giải. Quá khó để có thể khắc chế và đi đường lại. Thì trong trường hợp này bên phía Top Shot nhiều khả năng sẽ thay đổi tướng hỗ trợ của mình. Họ cấm Lee Sin. Đúng rồi, cấm Kai'Sa với con bài Lee Sin của ta. Skarner, Trundle. Những mẫu tướng mà Kai'Sa hoàn toàn có thể dùng để đánh kiểm soát cùng với Sọt bên phía bên kia.
Rồi, trong phiên bản gần đây thì khoảng chừng 10.14 thì con Skarner này có một vài những cái sự chỉnh sửa, tôi nghĩ là nó mang theo chiều hướng tích cực nhiều hơn, vậy nó có thêm đánh theo phần trăm máu. Cướp đi tập Ken trước thú vị nha. Wow, rất thú vị đến từ bên phía của Tom Short. Họ tránh đi một cái cặp Senna Tam Ken ở khu vực đường dưới. Thì bây giờ vẫn sẽ hình thành một Senna kết hợp với một vị tướng có khả năng bị giao tranh và pha ở khu vực đường dưới chăng? Hay là Hoan Fan sẽ lựa chọn một con tướng xạ thủ khác? Aphelios ở phiên bản 10.15 nhưng mà... không phải là mẫu xạ thủ lý tưởng nhưng về đi đường thôi. Hay nhưng... đánh Varus đi. Varus kiểu... Varus thì nó cũng không có tối ưu lắm ở dạng về sau nữa. Cái cặp này mà bị băng trụ một hai lần là toan nha, thật sự toan nha. Khả năng băng trụ của phía đối phương thật ra vẫn là có. Với con bài Ash có khả năng đi đường khá là tốt. Tam Ken ngắt sát thương trụ. Khả năng chống chịu của Tam Ken trong từ băng trụ cũng có. Đây, set đây. Một vị tướng có khả năng tiếp cận trong rúng băng trụ khá là tốt với cái chiêu cuối của mình, áp sát đối phương và vô vàng hiệu khống chế. Trundle, tôi nghĩ sẽ là Trundle hợp lý hơn. Javan thì... Wow, Javan Luke. Javan thì nó là một trong số những công cụ tôi nghĩ là cần thôi, chứ nó không đủ để bắt chết con Aphelios được. Đồng ý, nó sẽ khóa vào con Aphelios này ở trong một cái đại địa chấn của mình. Nhưng mà anh ta đang hướng tới một vị tướng đi rừng có được tác động khá là mạnh ở thời điểm đầu của ván thi đấu. Với việc mà Javan hoàn toàn có thể can thiệp được tại thời điểm cấp độ 3, cấp độ 5, khả năng hiệu khống chế là có, sát thương cũng không hề yếu chút xíu nào cả. Ban Pick đã có những sự thay đổi. Khi không còn Tam Ken thì quyết định đưa ra được Suning cũng không phải là một con Senna không đứng dưới cho thầy của Hoan Feng, mà là một mẫu xạ thủ hạng carry hơn. Nhưng kịch bản thường thấy đầu game anh ta sẽ tương đối thọt từ ra đi đường cho đến giữa game, và yêu cầu cho Suning là nửa trên của họ cần phải đủ khỏe để ít nhất giữ được nhịp độ trận đấu đủ đến cái lúc mà Hoan Feng có đủ lượng trang bị để gây sát thương với một Aphelios trong giao tranh tổng. Cái combo ngộ không và Aphelios thực ra Suning dùng khá nhiều, nhưng sau hàng loạt những phiên bản đây là hai vị tướng đã bị giảm sức mạnh trực tiếp bởi Riot Games ở những phiên bản gần đây, cụ thể là từ hai phiên bản gần đây. Cái phiên bản trước đó tầm 10.13 cho đến 10.12 á, thì Suning sử dụng combo này cực kỳ khỏe và đó là đỉnh điểm của Aphelios và ngộ không. Nhưng đến thời điểm này thì những vị tướng này đã bị giảm sức mạnh, trong khi đó thì họ tiếp tục phải đối mặt cùng với Golden Left Hand, tay trái của Nai, một người đã có được MVP với con bài Syndra trong cái đấu trước, với một tình huống mà then chốt nhất có lẽ là tình huống anh ta outplay được con lập lăng ở tại khu vực năm trong ngàn tuổi. Cùng với trước đó là anh ta sử dụng luôn chiêu cuối để hạ gục thành công Tam Ken của Shockland khi mà anh ta không còn đồng hồ. Một ván thi đấu vẫn sẽ là khó khăn để cho Suning, một đội hình không dễ để triển khai, nhưng nếu như họ làm được, thành công sẽ là tương đối lớn. Hay bỗng nhiên tôi đang liên tưởng tới cái vòng rừng đầu tiên của Sọp. Đồng ý là anh ta sẽ có nhiều khả năng hướng lên khu vực nửa trên của bản đồ để có thể tạo lợi thế nhất định dành cho Pin. Nhưng ở giai đoạn về sau thì anh ta lại tập trung cái lượng chỉ số của mình cũng như cái hướng di chuyển của mình xuống nửa dưới. Cái cặp đôi đường dưới của bên phía Suning cũng là một cái cặp đôi tôi nghĩ rằng có khả năng tấn công được với Aphelios và Nautilus. Thú thật là tôi không thể nào Sọp vừa làm một khuôn mặt khá ngầu nhưng thú thật là tôi không thể nào ngừng cười khi mà nhìn thấy khuôn mặt của Sọp trong một lần mà anh ta cố gắng tỏ ra cool ngầu. Một khuôn mặt khá cute, một cái phong cách nó không hợp với Sọp lắm cho những lần mà anh ta cố gắng tỏ ra quân cu một chút xíu. Thôi nào, dù ai cũng lớn mà, ok, ai cũng lớn mà. Sọp bây giờ kiểu như trưởng thành rồi. Thật ra Sọp thật sự rất là trưởng thành ở trong cái đội hình này. Bởi vì ngoài cái kinh nghiệm thi đấu đến từ Shockhead thì Sọp cũng là một cái vị thủ lĩnh dẫn dắt cho các thành viên còn lại, đặc biệt là kiểu như Bin á. Chúng ta có thể thấy rằng Sọp đã dành rất nhiều thời gian để có thể luyện những cái kèo đánh kỹ năng ở khu vực đường trên dành cho anh ta. Một ngày thi đấu khó khăn. Công nhận đây không phải là một đối thủ dễ sơ một chút xíu nào cả. Suning đã làm quá tốt ở cái đấu đầu tiên nhưng nó vẫn là không đủ. Họ cần phải làm tốt hơn ở cái đấu thứ hai, một game đấu mà bên phía của Toy Sport cũng đã có những sự chuẩn bị nhất định đối với những con bài mà bên phía của Suning chuẩn bị. Khởi đầu đến từ Kasha là một khởi đầu đặc biệt hơn, khi mà anh ta ăn rừng cánh trên ăn xuống. Sọp thì vẫn như thông thường, sẽ là bùa đỏ, bãi chim rồi ăn lên rừng trên và bỏ qua người đá. Và lần này cũng có cái sự khác biệt đến từ Sọp khi mà anh ta đã thay đổi cái điểm ngập tái tổ hợp của mình rồi. Không còn là cái thú săn mồi nữa, thay vào đó là cái sẵn sàng tấn công để có thể gia tăng thêm sức mạnh trong những tình huống đối đầu trực tiếp với Javan của Kasha. Nếu như có lẽ anh ta đang hướng tới giai đoạn mà đi đường sẽ va chạm nhiều, và liệu rằng trong những tình huống va chạm thì nó có phải là cái điểm đến từ khu vực đường dưới hay không? Bin thì anh ta khởi đầu bằng một thanh kiếm Doran không có bình thuốc biến dị, nhưng liên tiếp là những tình huống cố gắng trao đổi chiêu thức. Rất hồi báo với những tình huống cân đầu vân và đánh tay cực kỳ chất lượng ở cấp độ 1 đến từ Bin.
đẩy lùi được 369 ra khỏi đợt lính, và anh ta là người tích đợt lính tương đối ổn cho sọp lên. Đợt lính này thậm chí 369 sẽ không cắm mắt được, anh ta sẽ không có bất kỳ khoảng trống nào để di chuyển cắm mắt vào quả trọng 3 cả, và quả trọng 3 cũng được bên phía Suning kiểm soát trước nữa cơ. Tức là sự chủ động đến từ Bin, cái sự chủ động đến cái ưng tiễn vừa rồi không phát hiện được. Và nhưng đã có một cú binh vào khu vực quả trọng 3 đó. Tỉnh thật sự. Đợt lính này với một con xe to bên phía Top Esports không có dịch chuyển từ midland của họ. 369 vẫn đang cố gắng trong việc dọn đợt lính này, nhưng đợt lính này đợt lính quá lớn và Bin chủ động sử dụng cân đầu vân để đón lính. Sọp sẽ đi ra và chặn đợt lính tiếp theo hay không? Câu trả lời là có. Đây sẽ là một tình huống mà 369 tự thân vận động 1v2, sọp băng vào làm choáng, sát thương nhiều với sẵn sàng tấn công. Cú tốc biến bỏ chạy đến từ 369, sọp vẫn tanh tối đa lượng sát thương của trụ, sau đó rút ra quay hết lớp giáp đến từ 369. Anh ta kích đớp lần 2 rồi sau đó thì có thể sẽ phải lên bảng chiến công đầu cho Bin. Bin không bị trụ bắn hạ trong pha này, đó là mạng chiến công đầu cho Bin. Một tình huống mà người nên chống chịu đó chính là Bin hoàn toàn phù hợp cho cái pha băng trụ tiếp theo đến từ bên phía của Suning. Trong pha thi đấu vừa rồi, lượng máu đến từ sọp tương đối là nguy hiểm, và cái góc đứng đến từ 369 cũng cố gắng bết để cho sọp là người chủ động tấn công anh ta. Hai hit đánh đến từ trụ thôi sẽ là đủ để cho sọp phải lên bảng điểm số. Và cặp đôi của phía Suning hoàn toàn tỉnh táo để có thể có một pha xử lý kiểu như chuẩn mực như vậy. Thực ra 369 đã làm hết sức có thể của anh ta. Đồng ý. Anh ta đã ăn lính nhiều tới mức mà anh lên cấp độ 3 dưới trụ đã là một thành công. Thực ra tôi nghĩ rằng nếu kịch bản đẹp nhất mà Bin làm được, nó sẽ là cấp độ 2 đến 369. Và anh ta đây không có tốc biến. Sẽ là 2-0. Có tốc biến. Sẽ là 2-0 mà thôi. Không thành vấn đề. Ai ăn mạng, quan trọng là ai ăn mạng. Nên nhường cho Bin. Đợt lính này không tốt một chút xíu nào dành cho 369. Bin còn một thiện bản cần 2-0. Đẩy lính luôn. Đây là tình huống cố gắng đẩy lính để khiến cho khoảng trống. Đúng vậy. Khoảng trống để cho Bin hoàn toàn có thể về. Hoặc ít nhất là bạn có thể bào thêm lớp giáp trụ của phía đối phương. Khai thác rất triệt để. Kèo đấu không dễ. Kèo đấu này là kèo đấu mà chất tướng không nhỉnh hơn so cho Bin, giống như game trước con Ngộ Không với một con Raiden, chắc chắn Raiden mạnh hơn. Nhưng những gì họ làm được thành công hơn game 1 khá nhiều. Và cái dịp tấn công nó là cực kỳ phù hợp. Bên cạnh đó là một vài những cái pha xử lý mà tôi nghĩ rằng rất có ý đồ đến từ sọp. Anh ta không vội lộ diện. Ê Bin coi chừng nha. Con Zavan này khỏe, lính nhiều. Chinh phục Bin vào tương đối nhiều lính. Pha combo đến Kasa lấy mạng của Bin. Pha E flash trượt. Nhưng mà Kasa có 369 lên, Bin có thể trả đao đấy không? Đấy anh ta chưa hồi quy kịp. Anh ta quy vào bị hạ gục bởi Kasa. Những nỗ lực đến từ Bin trong việc ăn một lớp trụ khu đường trên phải trả cái giá đắt với mạng shutdown dành cho Kasa. Nhưng dù sao thì vẫn là một đường thắng dành cho phía của Suning. Quay ngược trở lại tình huống vừa rồi thì có thể thấy nhiều sọc đứng trong cái bụi cỏ đó để check đi thông tin liệu rằng Kasa có xuất hiện ở nữ trên của bản đồ hay không. Và khi mà anh ta biết được rằng Zavan của phía đối phương sẽ không có mặt thì sẽ tình huống băng trụ ở thời điểm đầu khá là tốt. Nhưng với việc mà Bin đã nằm xuống trong tình huống vừa rồi thì thật ra không có lời cho lắm. Bin có dịch chuyển. Đẩy lính đợt này không có đủ nhanh nha. Bin không có dịch chuyển. 369 E ăn lính cự ly cực kỳ an toàn, sọp solo chắc chắn là không có đủ sát thương, nhưng mà Bin đến thì không kịp nên là sọp chắc là cũng rút lui pha này mà thôi, không đủ sát thương. Rồi, một tình huống thì dẫu sao cũng đã có được những cái ý đồ chiến thuật nhất định dành cho bên phía Suning khi mà cam thẳng lên trực tiếp ở khu vực đường trên. Kèo đường trên đang là cái kèo khá là nhỉnh hơn dành cho con bài Ngộ Không của Bin. Nhưng ngược trở lại, sọp cũng bắt đầu hy sinh một cái lượng lớn thời gian của anh ta trong cái việc dọn rừng. Chỉ số lính của anh ta đang thua khá so với Kasa. Cấp độ 6 sẽ lên không kịp đến từ sọp để can thiệp các khu vực đường, và tốc biến quanh tạm cũng không còn nữa. Nhưng tôi nghĩ cái điều kiện thắng được đảm bảo. Cái điều kiện thắng quan trọng nhất vẫn là con Ngộ Không để lại thắng con Mordekaiser. Và con Ngộ Không này, game này tôi nghĩ rằng có thể không cần lên kháng phép. Ý tôi là ở món đầu tiên bạn không cần phải lên một cái kiếm răng cưa quá sớm, mà thay vào đó bạn có thể hướng đến một cái tia mát để đẩy đường nhanh hơn. Và đây là con rồng đầu tiên đang được kiểm soát, quyết định đưa ra đến từ Suning. Bỏ được cánh dưới. Tầm này hai con rồng cũng được. Bỏ cánh dưới, tấn công lên cánh trên, áp lực này sẽ đủ lớn để khiến 369 không dám ăn lính. Rõ ràng lối chơi quen thuộc đến từ bên phía Suning, họ sẽ chấp nhận hy sinh tài nguyên ở cánh dưới để coi cánh dưới có bị thiệt hại nặng lắm hay không. Hanfen thì lần về nhà vừa rồi của anh ta cũng đã có được cho mình đó thanh kiếm BF rồi. Hai con rồng nguyên tố đầu tiên không phải cái vấn đề quá lớn dành cho bên phía Suning khi mà họ tạo được rất nhiều lợi thế dành cho Bin. Cái quay lính thứ 3 đang chuẩn bị bẫy vào và 369 một lần nữa bị zone ra khỏi cái trụ này. Con tam ken của Jancha đang lên để có thể hỗ trợ thêm cho 369. Pha di chuyển đến từ sọc đèn bắt được một người, đó là Nai. Nai có thể sẽ mất thanh tẩy, thậm chí có thể là mất mạng. Họ cần một hiệu khống chế đủ, nhưng mà sọc đèn đã bị quét tan kỳ yếu bởi Nai. Và Nai vẫn về và không mất bất kỳ một spell nào. Khá là chuẩn đến từ Nai cho cái tình huống vừa rồi. Cái góc mà anh ta di chuyển để có thể kích hoạt cái quét tan kẻ yếu là trúng vào hai thành viên của phía Suning, đồng thời kích hoạt được cái tăng tốc pha. Một tình huống xử lý quá chuẩn. Trừng phạt, sọp băng vào trừng phạt hay. Cấp độ 6 trước đến từ sọp so với Kasa luôn. Tạm thời dừng ở đây. Có hạt thông nổ, nếu như không có cái hạt thông nổ vừa rồi sọp có thể dùng chiêu cuối theo nếu như đủ tầm. Và solo kill được Kasa nha.
Một cái áp lực ở khu vực đường trên đã bắt đầu được sọc thiết lập. Phần rừng đến từ bên phía của Tom Sport đã mất hoàn toàn và trụ đầu tiên đang mở ra trước mắt đối với Bin. Mặc dù bây giờ nói hơi sớm, nhưng bởi vì cái áp lực này, áp lực sẵn sàng cho những tình huống gây sức ép của bên phía đối phương, nó khiến cho 3-9 đang rơi một cái tình huống khá là khó chơi. Ván thi đấu này thì Jacky Love cũng như là Nai không có phép bổ trợ dịch chuyển. Không có dịch chuyển, Jacky Love đã chuyển sang hồi máu rồi. Anh ta sợ những tình huống ngộ không băng vào gây sức ép và khiến cho anh ta gặp nguy hiểm nên không mang dịch chuyển được. Còn Nai không có cách lựa chọn khác nha. Anh ta mà mang phép bổ trợ khác, cái thanh tẩy này là chắc chắn sọp sẽ cao khu đường giữa. Còn nếu như anh ta mang cái thanh tẩy này thì đường trên coi như là 369 đơn độc. Một phần khác đó chính là cái ván thi đấu này thì sọp dành tài nguyên của anh ta hướng lên khu vực nửa trên của bản đồ, cụ thể là đường trên của bản đồ. Nó khiến cho cái áp lực khu vực đường giữa mà Nai gặp phải không có nhiều cho lắm. Khả năng thi đấu của Nai cũng tương đối là ổn trong một ít phút vừa qua, chỉ số lính của anh ta đang nhỉnh hơn so với Angel. Nhưng có một điều mà Angel làm được là ít nhất anh ta giữ chân Nai khu vực đường giữa khá lâu. Nai không có cách nào di chuyển sang hai khu vực đường cánh để hỗ trợ bên phía của Top Esports cả. Nhưng những cái áp lực đến từ Kasha nó đủ để khiến cho bộ đội đường giữa bên phía của Suning thi đấu yếu thế hơn, thua về cả chất tướng lẫn áp lực rừng, nên là tạm thời Hoan Feng là người bị thua chỉ số lính khá so với Jacky Love. Và cũng nên cẩn thận những tình huống bắn đại bằng tiễn từ xa đến từ một con Ash khi mà phần còn lại của Suning không ai có đủ cái khả năng để thoát khỏi cái đại bằng tiễn này một cách trực diện như khăn giải thuật hay là thanh tẩy cả. Sau bắt đầu di chuyển xuống khu rừng dưới với một con sứ giả, họ muốn làm gì đây? Họ không cần đến sứ giả đang trụ một đường trên. Cảm giác như họ cứ bào đi, họ cứ bào những cái công trình đơn thuần mà thôi, những cái thế lính mới có 9 phút à. Những cái thế lính nó đang hoàn toàn phù hợp dành cho Bin. Kèo này cảm giác như bây giờ Bin bắt đầu có thể tự chơi được rồi. Sọp đang xuống khá gần với tốc biến của anh ta sẵn sàng. Chiêu cuối thủy lôi tầm nhiệt của Sọp còn chờ nhả ra. Thủy lôi tầm nhiệt vào, Sọp băng vào. Sát thương quá nhiều và Jacky Love vật thể cả đó là Jangia để lại một con mắt trước khi phải lên bảng mà thôi. Mạng nên nhường Hoan Phu kêu cho Hoan Phen sứ giả có dành cho bên phía của Suning để thậm chí tấn công luôn xuống trụ một đường dưới của Top Esports. Tạm thời vẫn chưa thả một pha di chuyển cái hướng đánh của mình đến từ Sọp. Chúng ta đã nói thì Sọp hoàn toàn có thể dành tài nguyên lên khu vực nửa trên của bản đồ để cho Bin có được cái giai đoạn đi đường tốt. Và ở thời điểm mà Bin đã vượt trội hơn so với 369 thì Sọp bắt đầu bất ngờ tấn công vào khu vực nửa dưới của bản đồ và họ gặt hái được rất nhiều thành công sau một tình huống có được double kill dành cho Hoan Phen. Sọp tấn công đường trên đã đủ khỏe. Anh ta nhận ra không cần đến sứ giả để ăn trụ một, hay thời điểm này cũng không cần phải hỗ trợ ăn trụ một quá sớm làm gì cả. Ngộ không của Bin đã đủ khỏe và anh ta tấn công xuống khu đường dưới với một tình huống tấn công quá bất ngờ. Pha thậm tấn chí công nhường double kill cho Hoan Feng. Pha tấn công này nó đánh nhau tiếp tục đánh nhau. Ui. Tiếp tục đánh Bin nhau thì Kasha thấp máu và Kasha nằm. Bin quá khỏe và đó là mạng hàng gục thứ 3 cho Bin. 5-1 dành cho bên phía Suning. Ngậm ngùi quay lưng bỏ chạy nhìn Kasha lên bảng mà không làm được gì cả. 5-1 một khởi đầu như trong mơ dành cho Suning trong game đấu thứ hai này mà thôi. Ở thời điểm mà chúng ta có thể thấy rằng hai đường bên cánh của bên phía Suning bắt đầu đang mạnh hơn. Tôi đang nói cánh trên và cánh dưới. Rồi. Mất khá nhiều máu. Chưa có một cửa rồi. Một cái bảng ngàn cân nửa cây máu. Mất đi đến từ 369 cho tình huống cấu rỉa nhẹ. Nhịp thứ hai không cần chiêu cuối đôi khi 369 sẽ bị solo kill. Vương quốc tử vong vẫn Sọp đang còn. Lại vòng ra, Jacky Love không còn tốc biến. Bị dính móc bởi Sọp đẹp ngâm nuốt nhả ra đi. Nhả ra. Đó lại bằng tiện bắn trả đến Jacky Love. Suning đã hết tài nguyên ép tốc biến từ Jangia mà thôi. Lại một lần nữa Sọp tiến xuống và gây một sức ép khổng lồ. Nai bắt đầu di chuyển. Nai tấn công vào Bin. Bin có tốc biến nhưng bộ đồ sức mạnh kế bên. Bin lên bảng, đó là mạng shutdown dành cho đường giữa của Top Esports. Những cơ hội lấy được trụ đầu tiên vẫn thuộc về cho bên phía Suning. Sọp đang có sứ giả và anh ta đã được hiệu triệu xuống khu vực đường dưới. Nên nhường dành cho xạ thủ của phía Suning trong trường hợp này. Hai đường cánh đã được Sọp nuôi cực kỳ kỹ. Và vừa rồi thì Bin mặc dù bị shutdown nhưng khoảng trống cho Sọp tấn công xuống khu đường dưới thì Jacky Love ra mid để đón lính dùm cho Nai. Trước đó khi mà đường dưới của Top Esports nằm xuống hai người, tôi thấy Nai nở một nụ cười nhẹ trên môi. Anh ta cười để cười trừ đấy thôi, game này lại là tôi gánh. Không ai khác ngoại trừ Nai phải là người gánh game này. Nhưng mà có liệu rằng có đủ lực hay không khi mà hai nguồn sát thương rất chất lượng đến từ bên phía Suning đang có một cái bước tăng tiến khá là tốt nha. Không còn tốc biến đến từ Jangia, người vừa mất tốc biến đó là Jangia và anh ta bị tấn công quá rát bởi Suning. Hoan Feng bị tấn công. Hoan Feng đã bị tấn công, không ai cover cho anh ta, tốc biến của anh ta còn. Tốc biến mù mắt đến từ Hoan Feng, 1 đổi 1, support đổi AD. Sọc đèn thấp máu, tốc biến chạy xích thành công đến từ anh rồi để cover. Khoảng trống cho Bin khu đường trên đang khá lớn. Cú móc chuẩn đến từ sọc đèn để rút lui sau cú kết tăng kiểu đối phương mạng. Dành cho cả hai người vừa bị shutdown là vị trí của Hoan Feng nhưng người ăn mạng. Rất tuyệt vời là Kasha. Ở thời điểm hiện tại thì mặc dù mất đi cho mình đó hai con rồng nguyên tố, ui Sọp đã cố gắng tấn công vào 369. Đây chỉ là tình huống kim chân mà thôi, khiến cho 369 tiếp tục mất đi cho mình đó chỉ số lính ở khu vực đường trên. Bin đang có khoảng trống để có thể bao tiếp đi vào cái trụ thứ hai của phía đối phương. Con thạch hầu thần, đây là một lượng, mặc dù anh ta nằm xuống một lần hai lần luôn
Nhưng cái lượng tiền đến từ trụ, đến từ chỉ số lính chênh lệch, đến từ ba mạng mà anh ta có được đang khiến cho anh ta có một cái chênh lệch quá lớn. Chúng ta xem lại một tình huống tấn công này mà Suning đã bỏ rơi Fan rồi. Fan bị hất tung lên. Phía bên kia Jackie Love đánh cặp cùng với Kasa nữa. Góc phát TP thì không đẹp cho lắm. 369 vừa dùng một cú TP. Nai đang gặp nguy hiểm. Nai bị chiêu cuối chặn đầu, có thanh tẩy xuất hiện đến từ Jangia giúp cho Nai rút lui được. Thậm chí anh ta có định trả lại sát thương với bùn đồ sức mạnh, nhưng Sorb đã rút ra thành công, quét tan kiếu thiếu tầm. Một pha xuất hiện kịp thời nữa đến từ Jangia với các bài tham kèn để đảm bảo bên phía Toy Sports, người đang giữ niềm hy vọng của họ, không phải nằm xuống lần đầu tiên trong ván thi đấu này. Anh ta sẽ đảm bảo cái lượng sát thương ở dần về sâu dành cho bên phía của Toy Sports. Nhưng ngược trở lại, cái vấn đề là sát thương của anh ta chỉ là sát thương có thể nhắm vào một mục tiêu đến từ cái sức mạnh bùng nổ. Và khi mà đội hình đến từ bên phía Suning đang sở hữu cho mình đó Ngộ Không cũng như con bài Aphelios, những con tướng rất mạnh ở dần về sâu, và họ đang có được giai đoạn đi đường khá là tốt nữa. Tam hợp kiếm đã có phút thứ 13 kết hợp với Riu Tiamat, thì lấy đâu ra cơ sở để cho 369 đánh được cái kèo này đây? Thậm chí là Kasa lên găng thì cũng không phải là vấn đề đối với Bin. Đúng, lượng sát thương đến từ bên phía của Toy Sport không đủ để đe dọa anh ta. 6.600 tiền đến từ Bin cho những tình huống vừa rồi, và thậm chí người giàu thứ hai đó chính là Hoan Fan. 5.400 phát cướp bờ đòi tới Kasa. Tạm thời thì Bin đang đẩy khung đường trên. Angel lại hy sinh à? Angel lại bỏ farm nữa hả? Chỉ số lính của anh ta đã bắt đầu chênh lệch cùng với Nai. Đúng, giữa lính đang nhường lại dành cho Hoan Feng. Cũng hơi thương ha. Sọp di chuyển, Kasa còn hạ thông nổ, còn combo. Có lẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm. Angel chặn, xích tạm của thời anh ta là lùi về. Anh ta rờ lên xích trượt, không có đủ sát thương. Kể cả đó là xích trúng có lẽ cũng không đủ sát thương. Đây là một Kasa đã khá là cứng với tương đối nhiều máu. Rồi, những cái lợi thế nhất định lần này thì lớn hơn rất nhiều dành cho phía Suning. Chênh lệch về tiền ở thời điểm phút thứ 15 của ván thi đấu đang ở con số 4.000 tiền, gần 4.000 tiền, con số khá là lớn. Và chưa kể nó đang được dồn cho hai ngòi nổ chủ lực của phía Suning nữa. Dạch tới cái mức và cướp chim luôn à. Chưa có vô cực đúng không? Chưa, mới chỉ có 3 mảnh của vô cực mà thôi. 3 mảnh vô cực cùng với dịch nộ thì phải. Một ván thi đấu mà không bao giờ phải vội cả. Chúng ta đã có một đội hình khá đẹp dành cho phía Suning, và họ có quyền thi đấu chậm lại trong khoảng thời gian này và chờ mục tiêu. Sứ giả đã sẵn sàng, pin di chuyển. Thạch hầu xuống núi à? Rồi anh ta nên lên trên tiếp tục đẩy được lính, chưa phải là quá cao, có thể ăn luôn trụ 2 cũng được. Chuẩn bị đánh giao tranh. Pha này thì tổng đồng hồ còn, đồng hồ sọc đẹp còn, dùng chiêu cuối. Pha bấm đồng hồ đến Kasa, bấm đồng hồ ngược lại đến từ sọc đẹp. Bin chiêu cuối đang nối khá đẹp, sát thương chưa đủ, sọc đẹp đã nằm. Pha băng lên đến từ Bin, thạch hầu đã xuống núi, Kasa nằm. Một mạng ngược lại về bên phía của Suning. Đại băng tiện bắn ra, họ muốn lấy shutdown, họ muốn tấn công, họ đã có mạng. Nai đang cầm hai bùa và con Shinra quái vật. Hoan Feng chưa có đủ sát thương trả lại. Sát thương vừa rồi của phía Top Spot cũng không thể nào coi thường được. Angel đang cố gắng để có thể rút lui, lượng năng lượng của ta không còn nhiều. Và bên phía của Top Spot họ hoàn toàn có được cái thế đẩy vào khu vực được giữa. Một tình huống vẫn phải gọi tên của phía Top Spot, họ đã giao tranh quá khủng khiếp cho pha thi đấu vừa rồi. Sọp đã vào không kịp, Jangia chống chịu với một chấm máu sau đó rút ra kịp và đấy, không phải lên bàn. Cái góc vừa rồi là cái góc kiểu dạng fake chết đến từ sợ này. Anh ta cố gắng di chuyển vào cắm mắt và anh ta bị tấn công đến từ Kasa. Tại thời điểm đó thì Sọp cũng như là Bin chưa có được cái vị trí thuận lợi để có một cái dịp giao tranh tốt dành cho bên phía của Suning. Cùng xem tình huống này, ánh trăng dẫn lối dạng súng thiên lý nó tạo ra những cái dạng thăng hoa luân chứ, nó tạo ra vô vàn những cái thăng hoa luân dành cho Hoan Fan. Nhưng cái góc bắn của ta thì nó không có đủ xa để có thể gây sức ép vào hàng sau của phía Top Spot. Này vẫn quá ghê, con Shinra thực sự đang là một trong số những cái sức ép tương đối lớn dành cho khả năng băng bổ vào đến từ Suning. Cái lượng sát thương trả lại đến từ Shinra của Nai hơi nhiều. Tôi có cảm giác như nó đang thực sự làm khó bên phía của Suning, nhưng con sứ giả này bên phía của Toy Sports sẽ phải bỏ. Dù sao thì với thành công hiện tại họ vẫn đang có được cái thế chủ động tương đối lớn. Mất trụ một đường giữa có thể sẽ khiến Hoan Feng rơi vào cái thế hơi nguy hiểm. Fan này thì đó là tình huống tranh chấp chim diễn ra. Muốn kiểm soát mắt nữa khi mà con rồng nguyên tố thứ 3 đã được chuẩn bị xuất hiện. Trụ thứ nhất ở khu vực giữa cũng đã không thuộc còn dành cho bên phía Suning, khiến cho họ mất đi cái lượng tầm nhìn khá là đáng kể cho cái việc kiểm soát con rồng nguyên tố thứ 3 này. Rồng này thì đa phần là bên phía Suning họ sẽ muốn đánh, không thể nào buông bỏ được. Cảm giác như trong tình huống này với những cái lợi thế mà họ đang có thì không buông bỏ được con rồng này dành cho phía của Top. Họ vừa mất một cái tốc biến khá là quan trọng đến từ Bin. Họ có một cái thế sứ giả khá là đẹp khu đường giữa, nhưng mà sứ giả đó lại không có đủ sát thương để ăn trụ. Trụ của Nai giữ còn quá là nhiều máu đi, và Sop cũng chưa đủ trâu để có thể băng vào một cách mạo hiểm nữa. Bắt đầu phê check, bắt đầu di chuyển kiểm soát tầm nhìn, nên cẩn thận với cái bùng nổ sức mạnh đến từ Nai vì Bin cũng không phải là quá trâu. Quét tan kiếu đã trượt đến từ Nai. Rất may mắn là Sop không bị dính quét tan kiếu, bởi vì nếu như dính thêm hiệu khống chế đến da vàng lại bằng nghĩa từ xa, tỷ lệ mà Sop nằm xuống cũng là khá cao. Nhưng mất góc ra rồng, sứ giả có nhưng không triệu hồi được. Suning quyết định bỏ rồng à. Angel đang là người lấy tầm nhìn cho Sop. Bin không vòng ra kịp, rồng thuộc về phía của Toy Sports, sau đó họ rút lui. Suning vẫn được, luôn chậm một nhịp.
cho những tình huống kiểm soát mục tiêu. Và lần này họ chấp nhận việc bỏ con rồng để lấy thế khu vực giữa. À, một phần nó đến từ cái việc mà bên phía của Tom Short họ đã xử lý thông tin khá là hay. Họ chấp nhận buông bỏ con sứ giả thứ hai này dành cho phía Suning để có thể đẩy cái đội hình của mình vào cánh dưới của bản đồ. Và họ đã có một cái lượng tập nhìn tốt hơn so với bên phía của Suning cho tình huống con rồng thứ ba. Một tình huống được chuẩn bị khá là ổn đến từ bên phía của Tom Short. Sau bị đánh lui ra khỏi khu vực bùa đỏ, đối phương là con bài sinh ra có ý lực hoàn toàn có thể gấp về được. Bùa đỏ sẽ nhường lại cho Jackie Love mà thôi. Mất hết nhiều thời gian của anh ta trong việc ăn con bùa đỏ này và thậm chí Sòn vẫn chưa có ý định từ bỏ nó thì phải. Đứng dưới Bin đang có thể bị tấn công bởi 369 cùng với Kasha, nhưng anh ta có đủ cân hai không ta? Kiểm nghiệm sức mạnh đối với Ngộ Không nào. Đang xuống khá gần, pha đúp khá hay đến từ Bin. Anh ta đúp để né combo đến từ Kasha và đứng giữa mở ra phân cầu tấn công Sòn. Sòn vào, Jackie Love đã bất tốc biến, pha ngập nuốt, nhả Nai ra thì Nai ăn luôn cái thủy luân tầm nhiệt. Anh ta tốc biến bỏ chạy, hất tung Jackie Love thành công nhưng sát thương đến từ Hoàn Phèn là chưa nhiều, pha combo vào đến từ Kasha. Sát thương anh ta cũng là không đủ, quét tan kiếu chỉ trúng vào trọng đèn mà thôi. Không ai nằm xuống cả. Vừa rồi Angel không có đủ combo để có thể tấn công vào người của Jackie Love sao? Khi mà cái áp lực của anh ta không gây ra được vào xạ thuật của anh Vinh Đa Phương, hay là anh ta muốn quay ngược trở lại để có thể tấn công cùng với những người đồng đội của mình. Khi mà cố gắng nhắm vào Yuan Jia, tạm thời là chưa có ai phải nằm xuống trong tình huống đó. Nhưng cái thế có trụ đã thuộc về vị phía của Suning, đó là trụ thứ ba của họ. Lời thêm phép bổ trợ nữa, chúng ta thấy có ba cái tốc biến, trong đó có hai cái rất là quan trọng đến từ Jackie Love cùng với Nai. Là hai cái tốc biến vừa mất đi trong cái đó bên phía bên này thì Suning phải trả lại một cái tốc biến đến từ Hoan Fan, cũng là một cái tốc biến khá là đáng chú ý. Và thời điểm mà con rồng nguyên tố thứ tư á, là thời điểm mà chưa có phép hỗ trợ tốc biến đến từ Nai cũng như Jackie Love. Nó sẽ tạo ra những cái cơ sở khi mà Bin hồi phục lại tốc biến của ta với con bài Ngộ Không thì nó sẽ gây đủ sức ép cho tình huống kiểm soát cũng như là ép được giao tranh đến từ bên phía Suning. Thì nếu như họ kiểm soát được con rồng, cái lượng tầm nhìn ở xung quanh khu vực hang rồng này tốt á, họ hoàn toàn có thể có được pha giao tranh thắng lợi. Nhưng mà nhìn lại mất ba rồng liên tục rồi. Ba rồng rồi. Ba rồng liên tục tương đối quan trọng ở con rồng nguyên tố thứ tư. Nó là một cái linh hồn rồng đất dành cho bên phía của Top Esports, và nếu như bên phía của Suning không kiểm soát được rồng nguyên tố thứ tư thì họ sẽ mất đi tương đối nhiều những cái lợi thế đang có. Trong ván thi đấu này, bên phía của Top Esports vẫn đang duy trì cái lượng chênh lệch tiền nó không được gia tăng quá là nhiều theo thời gian, vẫn là một cái lượng sát thương khá lớn đấy từ Nai được đảm bảo. Với bối cảnh hiện tại là Hoan Fang không ai bảo kê nổi anh ta cả, tự chơi mà thôi. Phần còn lại Suning sẽ cần phải làm một điều đặc biệt với hai cái tốc biến đến từ Top Esports chưa hồi, và thậm chí Top Esports có thể cân nhắc bỏ con rồng nguyên tố tiếp theo nếu mà họ cảm giác như tốc biến đến từ hai chủ lực của họ chưa hồi kịp. Để coi những tình huống di chuyển tiếp theo như thế nào, chưa biết là cái quyết định đến từ bên phía của Top Esports sẽ là bỏ hay là tranh chấp con rồng, nhưng bên phía của Suning chắc chắn là sẽ muốn kiểm soát cái lượng tầm nhìn ở xung quanh khu vực hang rồng này để đảm bảo ra những cái cơ sở nhất định sau tạm thời là ép lui được Kasa cho pha thi đấu này. Bắt đầu rải một lượng tầm nhìn nha, ở thời điểm này thì còn 2 phút nữa, lượng tầm nhìn này vẫn sẽ còn tồn tại trong một ít phút sắp tới, vẫn có đủ thời gian để cho bên phía Suning về nhà và bổ sung lại cho mình đó lượng mắt. Cố gắng di chuyển bắt lẻ và hỗ trợ cho Bin cho việc đẩy. Anh ta vẫn đang đẩy khá khỏe từ nãy đến giờ. Tuy nhiên thì sát thương của anh ta cùng với chỉ số lính không được gia tăng theo thời gian so với lại 369. 369 vẫn giữ được cái lượng trụ ở hai bên cánh, trụ một đường, trụ hai đường trên và trụ hai đường dưới của anh ta vẫn đang khá là khỏe. Còn Angel game nào cũng vậy, còn LeBlanc đúng là còn là support mà. Bin băng vào khỏe tay đôi với 369. 369 tốc biến rất nhanh để rút ra anh ta không có đức à? Anh ta có đức vẫn câu được nhiều thời gian. Bin có thể một đổi một, tốc biến né tốt. Bin một đổi một thành công, quét tan kiếu cùng với sát thương đến từ bộ sức mạnh. Nai có mạng thứ ba của anh ta, phát trả sát thương đến từ Hoan Fang không quá ấn tượng và người đã bị tấn công là Angel. Đại băng tiện bắn trượt, cú móc trượt luôn đến từ trọng đèn, so bị lỗ tầm nhìn và anh ta sẽ không có được nhiều áp lực trong pha này. Một đổi một nhưng Suning có trụ, bên phía của Top Esports mất trụ. Một tình huống mà Bin đã lao vào quá sâu và ta dứt điểm được 369 nhưng cũng phải nằm xuống với sát thương trả ngược trở lại. Kasa đang gặp nguy hiểm. Kasa bị xích trúng nhưng kích hoạt cái thú tượng thành giáp tạm thời vẫn có thể rút lui được với sự hỗ trợ đến từ Nai. Đang cần về nhà để về phía Suning. Đúng vậy, một phút nữa con rồng sẽ xuất hiện. Cần phải về nhà để sạc lại mắt và lượng đồ. Một con Syndra thôi, cùng với một con Mordekaiser không quá khỏe. Nhưng chắc chắn bên phía của Suning cần phải có thêm kháng phép. Nhưng điểm sáng là Bin, đồ nhiều nha, con Ngộ Không này đồ rất nhiều luôn. Bên cạnh đó cũng phải nói ngược trở lại, đó chính là mặc dù 369 bị cam khá là nhiều, anh ta phải buông bỏ cái trụ nhưng farm cũng khá là ổn. Hai món chênh lệch này là chênh lệch từ phút thứ mười mấy đến bây giờ vẫn được duy trì, nên không bị gia tăng, không bị snowball. Vẫn khá hay đến từ 369 đó. Chính vì bên phía của Suning cần phải có một cái áp lực ở tại khu vực hang rồng, bởi vì đây là rồng không bỏ được. Top Esports quyết định ăn hay là buông bỏ. Họ có khá nhiều con mắt phía sau ở khu vực bùa đỏ và khu vực đường dưới để có thể dịch chuyển dành cho 369. Nhưng mà 369 dịch chuyển bậc đầu thì nó cũng không hiệu quả lắm. Mordekaiser, mẫu chiếc tướng thì không tuyệt vời lắm cho những tình huống bậc đầu. Thậm chí là anh ta cần phải đứng lên tuyến đầu để có thể chặn
các thành viên lao vào của phía Suning Ninh bằng một cái chiêu cuối. Bây giờ đẹp nhất là một đội một với Ngộ Không ạ. Giữ pin vào là tốt nhất. Tôi kết hợp kiểm soát khá là tốt đến từ bên phía Suning. Đến từ Suning cũng không đủ nhanh nữa. Pin đang vòng ra góc quá xa. Cần phải có thời gian. Rất xa, đúng vậy. Sao tranh chất trường với Kasa cấp độ 11. Kasa là người ăn được rồng và đó là con rồng nguyên tố thứ tư liên tiếp thuộc về top esports. Phát bóng ra đến từ Bin. Bin xoáy được phía sau. Check in love đang là người gặp nạn. Bên phía bên kia thì Hoan Feng đã nằm. Hoan Feng nằm xuống quá sớm. Nai vẫn sống, Bin cũng nằm double kill. Mạng với Check in love tan vỡ hoàn toàn. Suning tan vỡ với 4 mạng hàng cục liên tiếp và họ sẽ hướng đến Baron. Hoan Feng tôi thấy pha đó anh ta về nhà và lên được cho mình đó cái đồng hồ ngưng động. Anh ta không xài trong tình huống bị đối phương bắt vào. Rất đáng tiếc dành cho Hoan Feng, nếu như sử dụng thì anh ta có thể câu kéo thêm khoảng thời gian nữa. Bin đã có cái góc vòng khá là đẹp rồi nha, tại thời điểm mà Jackie Love cũng như là Nai không có phép một trợ tốc biến. Nhưng một mình anh ta gây ra cái lượng sát thương là không đủ nhiều cho pha thi đấu đó. Angel cố gắng di chuyển vào để có thể hỗ trợ, Sọp di chuyển vào để có thể hỗ trợ. Nhưng đội hình của phía Top Esports họ lại có khả năng đùm bọc nhau khá là tốt. Baron đang mở ra trước mắt của các thành viên của phía Top Esports. Sát thương của Sọp lấy đâu ra để giết con Mordekaiser đã có linh hồn rồng đất này đây. Sọp thậm chí có thể gặp nguy hiểm. Đó là cú dịch chuyển trở lại đến từ vị trí của... Thôi xong rồi đúng không? Sọp bán này là nằm. Xong rồi. Angel cũng không có gì nhiều để làm ở đây nữa cả. Mất luôn mạng của Sọp. Angel bị kéo e. Mất tầm 1/3 cây máu. Bin bị làm cho băng vào. Bin lại nằm. Một tình huống game đấu bắt đầu đi rất xa rồi. Kiểu như bắt đầu bây giờ là lạc lối rồi, bây giờ cố gắng ép những tình huống giao tranh để hạn chế đi cái bùa lợi Baron nếu như tiêu diệt được bất kỳ ai của phía Top Esports mà thôi. Bắt đầu thiếu bình tĩnh, chênh lệch về tiền đang nghiêng bên phía của Top Esports. Và vừa rồi họ vừa có thêm 6 mạng. Linh hồn rồng đất và bùa lợi Baron, họ có tất cả. Đây cùng xem tình huống này. Hoan Feng cố gắng đứng lên, bắn cùng với xạ thủ của mình, kích hoạt đai lưng, sử dụng chiêu cuối. Hoan Feng có đồng hồ ngưng động, nhưng anh ta lại hơi tiết kiệm cho pha thi đấu này. Đồng ý là có thể là sẽ giúp cho anh ta sống lâu hơn chút xíu và có thể bị hạ gục. Nhưng cái cánh bên kia thì pin vào và đội hình đến từ bên phía của Top Shot họ lại quay ngược trở lại cover khá là tốt. Ván đấu bắt đầu trở nên khó khăn hơn rất rất nhiều dành cho bên phía của Suning. Mọi thứ đều đã đi quá xa rồi. Khoảng chừng 20 phút đầu họ làm khá ổn. Đồng ý. Chênh lệch nhiều. Họ có được những pha ganh đầu game đến từ Sọp, tạo tiền đề cho hai đường cánh một cách tối đa. Đều thắng nha, hai đường cánh ở giai đoạn mà Sọp can thiệp là đều thắng. Xin cam đoan là như vậy. Nhưng mà cái giá phải bỏ ra là tương đối lớn với ba con rồng liên tục. Không thể nào bỏ tầm hai con đầu. Hai con và con thứ ba thì bất thế luôn. Con thứ ba tôi nghĩ là cái tình huống phản ứng tốt đến từ bên phía Top Shot. Họ buông con sứ giả thứ hai. Để họ để kiểm soát tầm nhìn và lấy thế. Sọp vòng ra đây con Volley Bear cũng không quá khỏe nha. Jack Club đã cấp độ 13 và anh ta cực kỳ nhiều sát thương với một con Ash. Được cover một con Tam Ken. Kasa đứng đổi với Sọp là lời. Hoan Feng vẫn chưa thể nào bắn được, mặc dù đó là Aphelios được nuôi. Nhưng mà đối mặt với một đội hình đang có linh hồn rồng đất cùng với Baron thì không có cách nào cả để mà Hoan Feng có thể bắn một cách thoải mái khi đối mặt cùng với anh ta đang quá nhiều những sức ép đến từ Nai, đến từ Kasa, đến từ 369. Và đó là một đường lý siêu cấp dành cho bên phía của Top Esports sau khi họ có được con Baron. Sọp đang tính làm gì đây? Cướp rừng, đi gọi là kiểm soát lại tầm nhìn và cướp rừng tối đa có thể nhưng không còn gì để cướp cả. Căn bản là sợ đối phương truy bắt. Anh ta tạm thời lùi ở cái vị trí an toàn. Bây giờ Bin còn đang thua level so với 369 đây này. Liên tiếp là những tình huống mà Bin kiểu như ở giai đoạn về anh ta đổi mạng á. Thì với việc mà Ngộ Không xanh của bạn mà đổi mạng với đối phương thì thật ra cũng không lời đây tình huống cố gắng bắt vào Bin. Tốc biến khó thoát được đúng không? Chiều cuối chạy thôi, chiều cuối rồi tốc biến chạy. Chiều cuối đại địa chấn ở Kasa có. Nằm rồi. Nằm rồi. Bin sẽ nằm xuống với mạng dành cho Jackie Love chăng? Cú ngậm nuốt cực kỳ chắc cú, vẫn trả được lượng sát thương lớn. Nai là người dứt điểm, con Syndra 504 này. Cái game đấu này tôi đã bảo rồi, nếu như không phải Syndra thì không ai khác gánh nổi game này cả. Và xuyên suốt vào đó ta không nằm xuống bất kỳ một lần nào, chỉ số farm không phải là quá tuyệt vời. Ngược trở lại thì với lối chơi hộ công đến từ Angel, cảm giác như bây giờ nó nhìn đồ bị yếu rồi. Game trước là linh hồn rồng lửa còn khó dùng, chứ đừng nói là cái game này nó thọt đến như thế này. Coi như lập lăng này không có nhiều tác dụng nữa. Cơ sở thắng ván này dành cho phía Suning không còn cao nữa. Nó thuộc về Aura game 3 cũng tắt rồi. Gặp mấy đội lớn lớn thì không để dành mana để vừa sử dụng những cái đội tuyển khác cũng được. Thôi nó vui là như vậy thôi, nhưng ván thi đấu này có thể thấy là tương đối là ngã ngủ. Rồi, khó đang lao vào. Pin cấp độ 13 băng vào lấy máu của Kasa, chỉ lấy được lớp giáp đến từ cái linh hồn rồng đất mà thôi. Jackie Love thậm chí quay lại bắn cho
đau đầu mới về nhà hồi phục. Và ông 369 đã đánh thủ đúng. Ghê đó. Ghê luôn. Ghê đó. Kèo nào cũng chơi chất tướng chênh lệch bao nhiêu bị băng trụ thế, bị gánh chết tới hai mạng. Sọp vòng ra, những nỗ lực đến từ Su Ninh. Họ tấn công vào A đây. Sọp dùng chiêu cuối chỉ để rút lui một thôi. Kasa cô lập được Bin. Bin không vào nổi, Bin tốc biến lên xoáy. Nhưng một mình anh ta bị kiệt sức, thể lấy đâu ra sát thương đây. Vẫn có mạng dành cho Hoan Feng. Hoan Feng thấp máu và Hoan Feng niềm hy vọng của Su Ninh đã nằm. Đắc Bộ Kỳ dành cho 369. Sọp bị quét tan khu vực đứng giữa. Này anh ta không kéo. Tiếp cận được. Nai có lớp giáp đến từ linh hồn rồng đất và anh ta vẫn sống. Pha băng lên đến từ Angel. Trong vô vọng vẫn còn lập lang không có nhiều sát thương, thậm chí chưa có nổi món chuẩn bị thứ hai. Đây là thế 2 vs 4. Mặc dù đã mất xạ thủ nhưng top esports thế vẫn như trẻ trẻ và họ sẽ có được lực lính số cấp thứ 3. Đợt lính đẩy vào quá mạnh khiến cho đội hình đến từ bên phía Su Ninh họ chỉ có cơ sở để có thể ép giao tranh mà thôi. Trong tình huống vừa rồi thì có điểm hạ gục dành cho Han Fei nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở điểm hạ gục. Mục tiêu là những công trình vẫn thuộc về cho bên phía của Top Esports. 20 sách mê dai đến từ Nai. Lượng sát thương của con bài sinh ra bây giờ cực kỳ khủng khiếp. Hãy cùng xem tình huống cố gắng ép giao tranh này. Sọc có cái góc đứng để có thể bọc phía sau. Sọc and kích hoạt thú tượng thạch giáp sau một tình huống mà anh ta có cú móc mỏ neo. Cái pha khởi đầu này cũng khá là tốt ha. Khi mà chia cắt ép lui được Nai tạo ra khoảng trống khi mà Bin cố gắng tốc biến vào để có thể tìm kiếm cơ hội dứt điểm. Hoan Fen tốc biến lao thẳng vào giữa đội hình của phía đối phương để có thể gây sát thương. Anh ta dứt điểm được xạ thủ Jacky Love nhưng đồng thời đó cũng phải nằm xuống. 20 số cho sách trời mề dài và con rồng ngàn tuổi này thì coi như bỏ. Sọc đẹp cố gắng di chuyển, lấy tầm nhìn cho Sọp đi ra. Chơi, cướp, đánh pha cuối cùng, đánh pha Bin, để đời. Dịch chuyển đến từ Bin, nhưng mà đồng đội của anh ta đã nằm xuống. Có lẽ là Sọc đẹp cùng với Sọp sẽ nằm trước. Với lượng máu cực kỳ đòi đến thì Sọc đẹp ta sẽ chịu không nổi. Hai thành viên còn lại bằng phía sau. Hoan Feng đến hơi trễ. Anh ta chưa có chiêu cuối. Hoan Feng làm được gì đây? Cái cầm pháo trong trường, cầm pháo trong trường dính quét tan kỳ yếu, bị đấm liên tục bởi Kasa. Bi trượt đến từ Nai. Thất tung lần thứ N và 25 sách dành cho Nai cùng với đó là chiến thắng với quét sạch ở phút thứ 30. Thì đó sẽ là chiến thắng thuộc về Top Esports với tỷ số là 2-0 trước Su Ninh. Và họ sẽ có điểm thứ 11 của mình trên bảng xếp hạng để bằng điểm cùng với JDG. Và đó là một ngày thi đấu mà Su Ninh đã làm rất tốt. Đồng nhưng ý. Vẫn còn thiếu, vẫn thiếu một khâu rất quan trọng ở giữa trận để có thể end game. Và tôi hy vọng rằng từ giờ cho đến lúc mà đánh playoff, Su Ninh sẽ hoàn thiện được cái thiếu của mình để có được thành tích tốt nhất có thể tại mùa này. Đồng ý, khi mà những cái cặp trận tiếp theo đến từ bên phía Su Ninh họ cũng sẽ gặp những cái đối thủ không phải dễ dàng chút xíu nào cả. Vẫn còn cơ hội để có thể trau dồi dành cho các thành viên của phía Su Ninh để có thể hướng tới một cái mục tiêu xa hơn. Còn trong cái cặp trận này, cái chiến thắng này là hoàn toàn thuyết phục dành cho bên phía của Top Shot. Vẫn đúng với cái tên, vẫn đúng với những cái tuyển thủ mà họ đang sở hữu. Một cái lối chơi rất bình tĩnh, tận dụng những sai sót của phía đối phương để khiến cho đối phương kiểu như mất lợi thế trong tình huống giao tranh và mang lại chiến thắng dành cho bên phía của Top Esports. Như vậy là cái vòng luẩn quẩn nó không lặp lại rồi. Thì nó lặp lại. Su Ninh thắng V5, V5 thắng Top Esports và Top Esports thắng lại Su Ninh. Đó một cái tam giác đó. Còn ngày hôm nay thì hơi tiếc khi Aura 3 ván không được phát huy đến từ bên phía của Su Ninh. Một trận thua giúp cho Su Ninh nhận ra nhiều điều trước khi họ tiến vào với vòng quan trọng hơn là vòng playoff. Còn với 10 điểm thì thực ra đây là điểm khá là an toàn cho Su Ninh để bước vào playoff rồi. Một ngày thi đấu mà nếu như mà 20 phút đầu che tên lại thì không biết đội nào đang ăn đội nào. Đồng ý. Một ngày thi đấu rất hay đến từ Su Ninh ở đầu trận đấu nhưng mà đúng như chúng ta đã chia sẻ, vẫn chưa đủ để Top Esports có thể bị hạ gục trong ngày thi đấu hôm nay bởi Su Ninh. Nhưng nó mở ra tương lai rất sáng sủa dành cho Su Ninh ở trong khoảng thời gian sắp tới và hy vọng là họ sẽ tiếp tục thi đấu tốt. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn một cặp trận khá đáng chú ý với hai đội tuyển đang đứng ở phía dưới Su Ninh là V5 cùng với Team Rocket League, cả hai đều đang có được 8 điểm và chúng tôi sẽ trở lại trong ít phút nữa khi mà cặp trận thứ hai trong ngày thi đấu này được bắt đầu.